Ui à, sao mà nắng nắng dữ vậy? Hai, sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tùng TV, MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021. Đó thì chia sẻ với quý bà con ở trại của mình. Hiện tại bây giờ là còn tổng quan là 7 con. Đó. Trong đó có một con anh gút cái đẹp nhất bòi cũng như là đẹp nhất cái si bò ngày hôm nay, vì nó con mình nó là cái đó, cũng như là một con anh gút đực và tổng quan là 5 con 3B đó. Thì bây giờ nội dung cuối ngày thì mình sẽ chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày cũng như là báo giá chi tiết 5 con 3B, một con anh gút đực và con anh gút cái cho quý bà con xem tham khảo giá yêu thương trong cái mùa Covid. Thứ nhất là mùa Covid, thứ hai nữa là hôm lâu lắm rồi mình mới làm video trên kênh, nên là cái xì bò này á, giá nó cũng khá là yêu thương, mềm hết cỡ luôn. Nên là bà con xem theo dõi video để biết cái giá từng con mình bán, và cũng như là cái giá mình bán cá lô. Đó, thì mua cá lô thì giá nó sẽ rẻ hơn là mua từng con. Đó, và yêu thương hơn nữa là mình sẽ miễn phí vận chuyển trong vòng 2 tỉnh, đó là Gia Lai và Bình Định. Đó, thì nội dung video của mình như thế nào thì bà con cùng theo dõi hết để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ tinh thần mình ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến tất cả quý vị anh chị và các bạn. Rồi, ngày mới kết thúc rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong chăn nuôi, luôn được thuận lợi, và theo dõi nội dung video với mình. Bắt đầu nào. Rồi, thì chia sẻ với bà con là trời đổ nắng chiều, nên là mình cũng quay cái video để cho bà con xem tham khảo đó, từng con chi tiết đó. Thì bây giờ cũng cái ánh nắng chiều thì ánh nắng ngang, nên là cái chia sẻ với bà con là cái hình ảnh cái con bò á, thì mình quay khi mà nó còn nắng á, thì nó sẽ được rõ nhất đó. Thì trong lô này thì có một con anh gút cái này, nên là mình báo giá để bà con xem tham khảo này. Đó, thì hiện trạng con bê á là nó hơi ốm do đã cai sữa xem rồi. Đó, bộ phận sinh dục thì khá là to, cong đuôi lớn. Đây, bà con có thể thấy, mình quay gần bà con thấy. Đó, anh gút phối trụi sân. Đó, đỏ đẹp một màu. Xây tích thì xây tiếng luôn, chứ không phải là chính xây nữa, xây lên gần tới u luôn, xây tiếng. Vú cực đẹp luôn. Đây, vú 4 cái đều to, rất là rõ. Đó, để bà con tham khảo. Thì con bê cái anh gút này mình chia sẻ với bà con, mình bán với giá là 16.500.000 đó, để bà con về nuôi sinh sản. Đó, đó là cái con cá anh gút đầu tiên mình muốn chia sẻ với bà con. Đó, giá 16.500.000. Đó, anh gút thì chia sẻ với bà con hiện tại là nó được mệnh danh là một trong những dòng bò sinh sản tốt nhất hiện nay. Đó, sell the romator. Đó, cái con the romator thì mình chia sẻ với bà con là do nó pha giữa cái dòng anh gút và cái dòng Rathman, nên là nó ra cái khung sắt, thể trạng của con Romator nó sẽ to hơn cái con anh gút, nên là Romator thì nó sinh sản thì ok hơn, tốt hơn đó. Và cái thể trạng của con bò mẹ nó bị nền, nó sẽ to hơn cái dòng anh gút này đó. Rồi các bạn, tiếp theo trước màn hình quý vị chị và các bạn là một con đực anh gút, hay còn gọi là anh gút lỡ rồi đó. Thì con này chân cánh cực to luôn đó. Anh gút này là anh gút phối đó, nhưng mà anh gút này là có sừng nhé bà con, chứ không phải là anh gút trụi sừng như là dòng Aries anh gút đó này. Anh gút Tiger nó sẽ có chân sừng đó, và có sừng. Thì chia sẻ với bà con cái con được anh gút này á, mình bán cho quý bà con là 18.000.000 đó. Thì trong cái si bò này về 7 con á, thì nó sẽ có 6 con đực. Thì bà con theo dõi đến hết video để biết là mình bán cá lô 6 con đó, hay là 5 con 3B một lô. Còn con này riêng 18.000.000 thì bà con nếu mà không thích anh gút á, thì mua 3B, không á, thì 5 con. Và cái giá lô á, thì nó sẽ rẻ hơn so với cái giá mà mua lý từng con. Rẻ hơn cũng mấy trăm thôi bà con, chứ không có nhiều, không có chênh lệch nhiều. Mình mua bán thì không có chênh lệch nhiều, nhưng mà bà con mua nguyên lô á, thì mình tiết kiệm được cái thời gian cũng như là cái tiền vận chuyển khi mà đi kiểu như lách nhách từng con từng con. Đó, và cái ưu đãi tiếp theo là nếu mà mua cá lô thì mình sẽ bao vận chuyển trong 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định. Đó, thì con này là con đực anh gút đó, lỗ như thế này, hình ảnh rõ ràng như thế này, giá là 18.000.000 đó. Còn con bê cái anh gút này là con mình nó đó, nên là mình quay cho bà con xem tham khảo, cực đẹp luôn, giá 16.500.000.
không thể yêu thương hơn. Rồi thì trong lô này thì mình sẽ báo giá nem con 3B. Thì trong lô này chỉ có một con 3B này, là con 3B lớn nhất, mông đùi phê nhất và cái độ cao dài đó tốt nhất đó. Con này cũng là cao tiền nhất đó. Con này mình bán cho quý bà con giá là 24 triệu chẵn đó. Gọi là con này là to nhất trong xe đó, to nhất trong năm cái con 3B đó, 24 triệu chẵn con này. Bà con xem tham khảo gặp con nào thì mình quay con nói để bà con xem đó. Và một là mình quay từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất, còn bây giờ là mình quay gặp cái con này nó đứng kia, đứng ngoài riêng đó, nó không có vào trong nó ăn, nên là mình quay rõ ràng được cái con bò, nên là báo từ cái giá con lớn tiền nhất cho tới con nhỏ tiền nhất đó. Con này giá 24 triệu, không phát cao dài cực tốt luôn, đen mung một màu, ló cái đuôi và ló cái chim một chút. Ló cái chim một chút đó. Và con này thì có cái dây cố đó, và mình để cái dây cố vậy luôn, người ta cột cây sữa nên là có dây cố. Rồi tiếp theo là cái con này à, bà con, con này đó thì con này chia sẻ với bà con là thôi mình quay mình báo giá từ cái con từng con này, từ cao nhất cho tới thấp nhất đây. Tiếp theo là con này, đó là cái con ba bê rèn. Ba bê rèn chân trụ thì to miếng bằng luôn, nó đứng gần bình với cái con Angus, gần bình với con Angus, tương tự với con Angus lửa kia đó, ăn cực tốt luôn. Để con này mình bán cho quý bà con là 23 triệu 500 đó, con ba bê rèn này đó, cực tốt luôn, chân trụ phải miếng bằng luôn, to. Đi ra anh quay video cho bà con xem tham khảo này đó, như thế này đó, đứng như thế này bà con xem cho nó rõ đó. Nói chung là nó phức cái anh nắng thật trời, nên là mình quay nhiều lúc bà con xem nó không rõ được cái con bê à, để mình quay rồi đó. 23 triệu 500 ba bê rèn đó, ba bê rèn giá 23 triệu 500 đó. Rồi đó thì chia sẻ với bà con này là cái con nhỏ tiền thứ hai đó, từ lớn nhất cho tới nhỏ tiền nhất. Con này là con 23 triệu 500, rẻ hơn cái con to nhất kia 500.000 thôi, mà chân trụ cực độc đó. Bò này cũng cai sữa xem, ăn uống rất tốt đó. Rồi thì có sao thì mình chia sẻ vậy thôi, quay cho nó chính xác và cụ thể. Ê đứng dậy quay video con cái đâu nem, ăn no ra nem. Ở thì nãy giờ mình bó có ăn rất là lâu rồi nên là nó cũng no rồi, ra này nem, ăn cái bụng chân vang này. Bò này thì chia sẻ với bà con đó. Đứng dậy anh quay video đã. Lì rồi, đó là con thứ ba đó, trong năm con 3B. Con này là con thứ ba, bông mà bông sữa chứ không phải là bông muối tiêu à, bông sữa. Trang trụ thì chọn mỹ lớn nên là trang trụ thôi, miễn chơi đó. Con này giá là 22 triệu 500 đó, 22 triệu 500, nó rẻ hơn 3B rèn giá 1 triệu đó, cực tốt luôn. 22 triệu 500 mông đùi thôi, bằng bùi nét cơ luôn đó, muối cục đó. 22 triệu 500 như thế này ok chưa bà con đó, mình quay mình báo giá chi tiết. Rồi con này là con thứ ba đó, giá 22 triệu 500. Tiếp theo là con đứng hồi nãy ở ngoài này, nhưng mà thôi để mình ra ngoài này mình quay luôn, quay báo giá từ cao tới thấp như vậy bà con dễ xem, dễ tham khảo, dễ theo dõi đó. Dễ xem, dễ tham khảo và dễ theo dõi đó. Có ông ăn ra này đứng ăn rôm. Đây đó, thì con này là con ba bê đen, nó to cũng ngang ngứa với cái con 22 triệu 500 vừa rồi, nhưng mà nó không có bông đó, chân trụ cũng cực kỳ to cao dài đó. Con này thì mình bán cho bà con với giá là 22 triệu chẵn đó, 22 triệu chẵn đó, được chưa bà con, 22 triệu chẵn. Rồi cuối cùng đó, chịu khó đi một chút nhưng mà quay video bà con xem tham khảo được. Cuối cùng là con 3B đen này, đen mung một màu đó, đen mà đen mung một màu chứ không có, không phải không có bông, có đốm chỗ nào hết, đen mung một màu. Rồi thì con này đó, con này mình chia sẻ với bà con nó nhỏ tiền nhất trong nem con 3B, giá con này là 21 triệu 500 đó, cực kỳ to luôn, cực kỳ đẹp, chân trụ vẫn
nhưng mà con này thì không có bong chỗ nào hết, kế cả cái đuôi cũng không bong luôn đó. Về phối ring của đưa thành giúp từ trước ra sau mông đùi đây, sau nhìn tới và con xem nhá, rõ mông đùi đó, ăn cái bụng hầu nào cũng no, con này là tốt ăn cực kỳ luôn, mà lúc nào nó cũng ăn trước người ta hết, bỏ cỏ vào ăn rất là nhanh, xong rồi ra uống nước là ra ngoài chơi một mình đó. Con này giá 21.500 đó. Đi ra kia ăn tiếp đó, anh lừa ra rồi mình quay video mình báo giá nguyên lô ném con 3B hoặc là xéo con đó. Thì nếu bà con bắt hết 5 con 3B gồm một con 21 nam, một con 22, một con 22 nam, một con 23 nam và một con 24 triệu đó, thì 5 con 3B này mình chia sẻ quý bà con, mình lấy bà con đồng giá là 22.500 đó, ok chưa? 22.500 mà bao vận chuyến hai tỉnh Gia Lai và Bình Định luôn đó. Còn nếu bà con muốn mua luôn cái con Angus này đó, mua luôn con Angus giá 18 triệu này cùm vào với 5 con 3B thì giá càng yêu thương hơn nữa, lấy giá bà con là 21.500 đồng giá xéo con này đó, lấy đồng giá xéo con 21.500 đó. Bò như thế này chiều cao rơi vào tầm khoảng cỡ 1m15 đó, 1m1 là 5 con 3B, còn riêng cái con Angus này nó cao 1m15 đó. Và cái con cái này thì bán riêng chứ không bán chung được, cái này thì nó con mình nó giá 16.500 nó cố định, chỉ có hàng đực phổ béo, bà con lấy hết 5 con 3B thì 22.500. Còn nếu mà lấy cả hết xéo con đó, cả con Angus 18 triệu, Angus lỡ 18 triệu, thì giá là 21.500 đó, là hết giá bao luôn cái vận chuyến Gia Lai Bình Định đó, để cho quý bà con cái giá là hết cỡ. Và chia sẻ với quý bà con á, còn nếu mà mua lý từng con thì mình báo lại anh Quốc cái đẹp nhất bòi đẹp nhất xe, vì nó con mình nó là cái giá 16.500, một con anh Quốc đực to đứng kề bên đôi đó, giá là 18 triệu. Và 5 con 3B gồm một con 21.500, một con 22 triệu, một con 22.500, một con 23 nam và một con 24 triệu đó. Thì bà con mua muốn mua kiểu gì thì mua đó, cái đó là tùy sở thích của bà con. Và bò thì chia sẻ với bà con là bảo hành về ăn uống mọi mặt đó, và bò này thì đa phần đã cai sữa hết, chỉ còn riêng cái con bông, còn riêng cái con bông mà 22.500 thì còn theo bú giảm, và con đó thì nó mấp nhất bòi đó, nó mấp nhất bòi nên là nó còn theo bú giảm nên là nó vẫn còn BB 1-2 tiếng đó, thì có sao chia sẻ vậy. Còn cái ông lớn nhất rồi là 24 triệu thì bà con thấy ăn no rồi nèm thôi đó, ăn no rồi nèm cái đít đó, để cho anh nèm thôi, ăn no rồi cũng đánh nó dợ làm gì, con nào đói thì ăn, con nào no thì nèm thôi đó. Thì cuối ngày thì mình cũng làm cái video sơ sơ chia sẻ nhẹ nhàng với quý bà con đó, giá bò hiện tại và giá bò từng con và giá bò mình mua bán để bà con xem theo dõi tham khảo video đó. Thì ai quan tâm đến bò B đó, muốn chọn chốt cho mình những cái con bò hợp lý với giá thị trường để nuôi phát triển kinh tế thì đăng ký kênh nhiệt tình và cũng như là chia sẻ video của mình đến người thân bạn bè được biết để ủng hộ Tuần TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đó, cũng như là ủng hộ tinh thần mình ra những video thường xuyên hơn đó, cuộc sống hàng ngày cảnh giao bò, gặp gỡ khách hàng, đi mua bò rồi giá bò hàng ngày đó, nó như vậy. Rồi nội dung video của mình đến đó là hết, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian xem theo dõi tham khảo video của mình đó. Bye, hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Kính chúc bà con xem video vui vẻ và có một buổi tối thật nhiều sức khỏe, ngủ thật ngon giấc. Bye, hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo ạ.